Xin chào các bạn, tiếp tục với cái chủ đề chia sẻ những cái intro để làm video. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước sang cái mẫu số 6. Năm cái mẫu kia thì các bạn có thể xem lại ở trong kênh YouTube của mình, hoặc có thể vào website nguyenxuanngoc.net vào chuyên mục quà tặng để tải những cái mẫu intro này về. Những cái mẫu intro thì mình sẽ để trong một cái bài viết trong chuyên mục quà tặng các bạn nhé. Các bạn vào nguyenxuanngoc.net nè, sau đó các bạn vào mục quà tặng nè và tìm đến những cái mẫu intro mà các bạn muốn. Ở đây thì năm cái mẫu intro trước thì mình để trong cái bài viết này, và những mẫu intro sau thì mình có thể là để sang những cái bài viết tiếp theo các bạn nhé. Rồi, sau khi mà các bạn tải tài nguyên về rồi thì chúng ta sẽ được một cái file như thế này, và trong cái video này thì chúng ta sẽ làm cái mẫu có tên gọi là Colorful Radical Intro. Các bạn sẽ giải nén ra bằng cách là nhấp phải và chúng ta sẽ chọn là Extract Here. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ mở nó ra, và trong file này thì có một cái project có tên gọi là Colorful Rustic nha. Và cái project này thì người ta làm bằng phiên bản Camtasia 8 đổ xuống. Do vậy mà các bạn xài những cái phiên bản mới hơn sẽ không tìm thấy được cái project này. Các bạn chỉ xài được cho Camtasia 8 nhé. Mình sẽ nhấp đúp nó lên để mình mở cái project này ra. Sau đó thì mình sẽ tiến hành biên tập và chỉnh sửa lại một số nội dung trong đây. Về cái phần intro thì sau khi mà các bạn mở ra rồi thì chúng ta sẽ phóng to lên một chút để chúng ta biên tập cho nó dễ nhé. Thì trong này nó có một cái video với cái bài nhạc mà mặc định ở đây. Sau đó thì nó có một cái chỗ để chúng ta thay đổi lại cái nội dung. Khi mà các bạn tải những intro này về thì các bạn nên thay đổi cái phần nhạc nha, tại vì nhạc thì nhiều lúc là người ta sử dụng những bản nhạc mà có bản quyền đó chẳng hạn, thì các bạn sẽ gặp rắc rối. Do vậy mà tốt nhất các bạn nên bỏ cái nhạc đi nha, bằng cách là chúng ta sẽ tách cái phần nhạc ra. Các bạn sẽ nhấp phải nè, sau đó thì các bạn sẽ chọn là tách ra video và audio ra nhé. Sau đó thì các bạn xóa phần nhạc này đi, xóa phần nhạc này đi nè, các bạn xóa đi và các bạn thay bằng một cái bài nhạc khác, bằng cách là chúng ta sẽ import một cái bài nhạc khác vào đây. Mình sẽ chọn một cái bài nhạc bất kỳ đi nha, để làm mẫu cho các bạn này. Đó, mình sẽ chọn một bài nhạc bất kỳ. Sau đó thì mình sẽ đưa bài nhạc này xuống bằng cách là nhấp phải và Add to Timeline, và mình sẽ kéo cái bài nhạc này vào trong cái đoạn intro của mình nha. Và có thể là các bạn sẽ chỉnh sửa lại một chút cái bài nhạc cho nó phù hợp, rồi cắt lấy đi một đoạn giống như là một cái đoạn bằng với đoạn video của các bạn nha, tách nó ra như thế này. Sau đó thì các bạn bỏ phần dư đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái âm lượng nha, điều chỉnh lại âm lượng sao cho nó phù hợp nha. Các bạn sẽ chọn cái mục là Fade In nè, Fade In và Fade Out nha, Fade In và Fade Out như thế này. Đấy, để cho cái âm lượng nó đều và nó không bị to bất ngờ. Đấy. Sau khi mà xong rồi thì chúng ta sẽ chỉnh sửa đến cái phần chữ các bạn nha. Thì chúng ta sẽ kéo cái thanh timeline này cho đến khi chữ xuất hiện thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa. Đây, các bạn thể nhấp đúp vào, nhấp vào đây thì bên trái này nó sẽ hiện ra cái nơi để chúng ta đánh chữ nha. Ví dụ mình sẽ đánh cái tên website đi, hoặc tên kênh YouTube đều được nha. Đấy, nếu chữ nó to thì chúng ta sẽ chọn lại cỡ chữ khác nó nhỏ hơn. Ví dụ mình chọn cái chữ là 72 nè, hoặc là tăng lên một chút nha, 90 chẳng hạn. Rồi các bạn có thể thay đổi cái màu chữ khác. Đấy, lựa chọn lại cái màu chữ khác nha. Rồi, các bạn lại kéo đến cái nơi mà chữ khác xuất hiện thì chúng ta lại đánh cái nội dung vào nha. Đánh nội dung vào, nhớ là chọn nha, như thế này. Rồi. Rồi các bạn là tiếp tục biên tập lại nha, tiếp tục biên tập lại những nội dung khác. Đây, các bạn có thể chọn Ctrl A để chúng ta chọn tô chọn hết như thế này, và các bạn chỉnh sửa cho nó dễ nhé. Rồi. Hết rồi, thì bây giờ các bạn xem lại kết quả nhé. Đó, thì các bạn thấy là những cái mẫu này thì nó cực kỳ đơn giản. Do đó mà khi mà các bạn lấy về thì các bạn cũng sẽ thao tác rất là nhanh. Sau khi mà chúng ta làm xong rồi thì chúng ta xuất cái file này ra.
thành một cái file video để chúng ta đưa vào cái đoạn đầu của những cái video chúng ta để làm cái đoạn intro các bạn nhé. Như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn xong một cái mẫu có tên gọi là Colorful Rustico, và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái mẫu tiếp theo. Thì hiện nay mình đang còn khoảng để mình xem nào. Mình khoảng cái này là 20 mẫu intro ha, 20 mẫu. 20 mẫu cộng thêm một số cái mẫu dưới này nữa thì nó khoảng tầm 25 mẫu, tổng cộng trong này là 30 mẫu và mình đã có dịp chia sẻ cho các bạn là 6 mẫu rồi. Thì vẫn còn khoảng tầm 20 mẫu nữa thì mình sẽ lần lượt chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có thể là chọn được một cái mẫu intro phù hợp với cái nội dung kênh, phù hợp với nội dung video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta còn gặp nhau trong những cái video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.